Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là người lạ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mở hộp một đôi Ultra Boost Adidas Ultra Boost, một hộp màu vàng trắng như thế này. Và đây là một cái hộp của đôi Ultra Boost 4.0, phiên bản Ultra Boost rất là mới tới từ Adidas. Và đây là một cái phiên bản màu mà mình thấy tương đối là đặc biệt. Đó, như các bạn thấy thì nếu mà nói về màu ấy thì tên của nó thì mình có đọc đó là Adidas Ultra Boost 4.0 Cookies and Cream. Có nghĩa là về tên phối màu có thể nói đó là màu bánh kem. Đấy, chúng ta thấy được là nó giống hệt cái màu bánh Oreo, à, không phải Oreo lắm. À mà đúng Oreo luôn, tại vì cái màu này là một cái màu mà bên trên giống như màu muối tiêu trắng pha với đen mà nó xen kẽ rất là đều. Và cái điểm đặc biệt ở đây đó là cái boost của nó có màu đen. Các bạn thấy không? Những cái đôi giày mà có đế boost màu đen thường thì nó sẽ bị cao giá hơn bình thường. Nhưng mà đôi này thì được mang về Việt Nam bán dưới giá retail. Thì nói về mức giá tham khảo của đôi này nhé, thì đôi giày này mình mượn tại Bi Béo Authentic ở 103 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội. Thì mức giá bán của đôi này rơi vào khoảng là 4 triệu, khoảng 4 triệu. Nhưng mình có xem giá thị trường trên StockX chẳng hạn, thì đúng cái size mình đang có này là size 8US. Thì StockX nó đang đề giá lên tới là 200 đô la Mỹ. 200 đô la Mỹ tức là đắt hơn 10, à đâu, 20 đô so với giá retail. Như vậy thì chúng ta có một cái đôi giày mà giá 4 triệu là một cái mức giá rất tốt. Tiếp theo đó là cái đôi giày Boost đen, đôi giày Oreo này nó đã được bán sạch sẽ, có nghĩa là sold out toàn web rồi. Chúng ta khó có cơ hội mua lại, nếu mà muốn mua thì mua StockX cũng được. Nhưng mà nó sẽ có giá cao hơn bình thường, chưa kể phí ship về thuế thiếc vân vân và vân vân. Mua ở Việt Nam đôi này 4 triệu là rất ok. Có một điểm đặc biệt của đôi 4.0 này ngoài phần màu sắc và phần đế boost đen, đó là chúng ta sẽ có cái phần nhựa TPU đằng sau này. Cái phần này có hai miếng ép hai bên có chữ Ultra Boost này. Nó là được in 3D. Nó sẽ có cái vân sần sần giống hệt như là cái phải gọi là cái gì nhỉ? Cái bề mặt trên của hai cái nửa bánh Oreo ấy. Nó có màu đen đen sần sần một chút như thế này. Và với cái lại cái kết nhựa này nó không bóng, cho nên là nó hạn chế được tối đa cái tình trạng bị xước cũng như là nó bị bẩn, tại vì nó có màu đen nó không bẩn được rồi. Thứ hai là nó cũng không xước được tại vì nó vốn sần sùi từ sẵn rồi. Đó là những điểm đặc biệt của đôi giày này. Và bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào đôi Adidas Ultra Boost 4.0 Cookies and Cream. Nói về hộp của đôi Ultra Boost này thì nó vẫn sẽ có màu vàng trắng và đúng như là hộp của bao đôi khác luôn. Đó, và mình cũng không phải nói nhiều nữa. Chúng ta sẽ nhìn về cái phía con tem này để thấy thông tin của nó. Các bạn có thể thấy được đó là cái đôi giày này nó chẳng có tên gì cả, mỗi chữ Ultra Boost. Phía dưới này chúng ta sẽ có hình ảnh của nó, nhưng mà hình ảnh này nhìn cứ hơi đục kiểu gì ấy, nhìn hơi khác đúng không? Và size của mình chọn đó là 8 này 7,5 và 41 1/3, 26 cm. Đôi giày này làm tại Trung Quốc với mã là BB6180. Nói về việc chọn size của những đôi Ultra Boost thì mình vẫn khuyên các bạn là nên bắt đầu cộng nửa size luôn, tức là đôi giày này nó sẽ chật hơn bình thường. Với những người chân nhỏ thon mình đã khuyên cộng nửa size rồi, còn có nghĩa là những người chân bé múp thì cộng ít nhất là một size đủ lên. Thực ra là mình đi đúng size là size 8 này vẫn được, nhưng mà nếu đi vào thì mình sẽ có cảm giác đấy là mấy cái chỗ ngón chân ấy nó sẽ hơi phình ra một tí, cùng với đó là đi nó quá bó khiến cho cảm giác đi nó không được tốt. Mình muốn đi rộng rộng một chút cho nên là mình đã phải cộng nửa size. Và bây giờ thì sẽ mở hộp ra, chúng ta sẽ có bên trong là như thế này, giấy gói thì vẫn như vậy thôi, và chúng ta sẽ có đôi giày. Đây là chiếc giày bên chân phải như bạn thấy. Cái điểm mà mình thích nhất ở trên đôi giày này chắc chắn phải nói nó kể đến phần boost đen này. Rất là êm và nó không sợ bị ố. Boost đen này thực ra được Adidas sơn đen lên thôi chứ không phải là hạt boost nó màu đen. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có một cái màu sơn cực kỳ là ngon. Có nghĩa là không phải sợ là nó sẽ mất màu hay gì gì đó. Nói chung là mình rất thích cái boost đen, thường thường sẽ ưu tiên hơn. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được nhá, đó là cái boost đen này không phải là màu đen tuyền đâu. Đen thì phải đen như màu đế này. Nhưng cái màu boost đen này nó kiểu là cái sắc thái đen của nó không được đen bằng cái đế. Nó nhạt hơn một tí. Đấy, nó không đen lắm đâu. Đó. Và đây chính là đôi giày của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn có thể thấy được đó là đương nhiên nó vẫn là một đôi Ultra Boost 4.0 bình thường. Nó không có gì khác so về phần chất liệu cũng như thiết kế lắm. Các bạn có thể thấy đó là chúng ta vẫn sẽ có phần đế như thế này, phần bên thân trên vẫn như thế này. Nói chung thì cũng không có gì để mô tả nhiều tại vì mình cũng làm nhiều đôi Ultra Boost rồi. Những cái điểm nổi bật nhất của đôi giày này mình cũng đã nói, đó là đầu tiên cũng xin nhắc lại một chút, đó là nó sẽ có đế boost màu đen.
Những cái đế boost này thì đương nhiên hạt boost nó vẫn màu trắng. Đây các bạn thấy không? Màu trắng, vẫn màu trắng như thế này đây. Nhưng mà phía ngoài này nó đã được Adidas sơn đen lên và nhìn vào khá là hay. Đấy, rất là mềm. Đế boost nó mềm như nào tất cả chúng ta đều biết, cực kỳ mềm và êm. Được sơn đen lên như vậy nhưng mà không phải là sơn vớ vẩn của những người mà kiểu như bán sơn lên cái phần boost này, mà chính Adidas sơn, cho nên là cái nước sơn này của nó sẽ bền với thời gian. Chứ mình đi nhiều đôi boost đen là mình vẫn chưa thấy nó bị chóc ra hay gì cả, khá là bền. Boost đen. Rồi, tiếp theo thì những cái khác chúng ta vẫn sẽ có như sau. Bên dưới vẫn là cái đế tới từ Continental, là một hãng xăm lốp của Mỹ, và hệ thống Torsion System ở giữa như thế này. Đương nhiên là hạt boost bản chất vẫn màu trắng như vậy. Đó là cái phần đế. Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn về phần bên trên, thì đây là một cái màu sắc mà có thể gọi là màu bánh kem, cookies and cream ấy. Thì với màu bánh kem này các bạn có thể thấy đó là nó sẽ có màu giống màu muối tiêu, sẽ có hai cái màu đen trắng, không phải đen trắng mà giống như là đen xám pha trộn lẫn với nhau như thế này, và cả dây dài thì cũng thế. Đó, rất là đồng màu. Và cái phần kết nhựa ba sọc này thì nó lại là màu trắng đục, và nó không trong, nó đục. Đó, bên này thì cũng thế. Nhưng mà như mình đã nói đó là cái phần này này, cái phần kết nhựa ép hai chân, cái phần nhựa TPU này thì nó được in 3D lên. Đó, sờ răm rắp. Và nó sẽ rất là giống với lại cái mặt trên của mấy cái bánh Oreo giống mình đã nói. Với lại cái kết nhựa này thì chúng ta sẽ không lo là nó sẽ bị xước, tại vì thường thường những đôi Ultra Boost khác nó sẽ là một cái khung bóng, đi một thời gian va quẹt nhiều nó sẽ xước. Đó, đôi giày này thì cái form thiết kế nó vẫn vậy. Về phần vải dệt của đôi giày này thì nó vẫn như bao đôi 4.0 khác, có những cái họa tiết như này, các bạn nhìn thấy ở đây đúng không? Có những họa tiết như này, cả những này nữa. Đó, nói chung thì về cái vải này ấy, nó cũng giống như bao đôi khác, chỉ khác biệt duy nhất về phần màu sắc, và chúng ta cũng thấy được rồi. Màu sắc này là một cái màu sắc dễ đi, khá là dễ đi, không sợ bẩn mà nó cũng không sợ khó mặc đồ lắm, tại vì đây là một cái màu hơi tối. Chúng ta sẽ có hệ thống buộc dây thì vẫn như cũ. Đó, chúng ta sẽ nối dây sang như thế này. Và đây là một cái miếng tag Adidas Performance ở ngay phía trên lưỡi gà. Và đương nhiên bên trong lưỡi gà thì vẫn sẽ là con tem, và đôi giày này đúng làm tại Trung Quốc với cái size đây, các bạn thấy được ở đây. Và bên trong thì chúng ta sẽ có lót giày. Nói về lót giày thì nó cũng không gì khác biệt cả. Lót sẽ là màu đen, màu đen với lại cái chữ Boost màu trắng, chữ Boost khá là béo. Đó, lót thì vẫn như vậy thôi. Cái phần vải bên trong này thì vẫn thế, chúng ta đi vẫn sẽ rất là êm. Đó, như các bạn thấy, vẫn rất là êm. Ok. Nếu mà nhìn sâu bên trong này thì các bạn có thể thấy được đó là mặc dù Boost nó màu trắng, nhưng chỗ này nó bị lem một tí màu đen trong quá trình sơn thì phải, nếu mà mình không nhầm. Các bạn thấy không? Chỗ đen, chỗ trắng luôn. Đây, chỗ này thì màu trắng, chỗ này thì lem đen, vân vân. Không biết là họ có sơn vào bên trong không? Hay là có lẽ rằng cái đế Boost này ban đầu nó là một khối, sau đó họ phết sơn lên các cái mặt như thế này, và sau đó thì bên cái mặt Boost bên trong này nó bị lem nó một tí, hoặc là có thể là họ phết xong họ trồng những cái đế Boost này lên nhau khiến cho sơn nó chảy xuống vân vân, nên là nó mới bị như thế này. Đó, thấy được không? Các bạn hoàn toàn có thể tháo lót ra để đi thẳng lên Boost nếu như mà chân các bạn đi đôi giày này hơi chật. Rồi, mình thì mình cũng có mấy đôi Ultra Boost nhưng mà mình cũng khá là ít đi, tại vì như bạn biết đó là những đôi Ultra Boost này, những phần đế Boost trắng nó cực kỳ dễ nhanh bị vàng, và đặc biệt là càng Boost, càng đế Boost về sau nó càng dễ nhanh vàng hơn. Và mình ít đi tại vì nếu mà đi nhiều nó sẽ vàng và làm cho thẩm mỹ đôi giày rất là xấu. Và thì cũng vì lý do đó cho nên là các bạn đi một đôi giày mà các bạn sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu nếu như mà chúng ta đi nhiều mà lại làm cho nó xấu nhanh thì gần như là không muốn đi nữa, kiểu như vậy. Và những đôi giày mà có Boost đen như thế này giải quyết được mọi vấn đề về cái việc là Boost nó sẽ bị ngả ố vàng mà chúng ta không phải sợ gì hết. Không phải lo lắng đến cái việc là đi lâu nó bị vàng, không phải lo đến cái việc là vàng như thế này đã phải repaint lại chưa vân vân. Nói chung là cá nhân mình luôn ưu tiên cho những đôi Boost đen như thế này để đỡ phải lo nghĩ nhiều, lấy ra đi thoải mái luôn. Đó. Và một lần nữa thì cảm ơn Bi Béo Authentic đã cho mình mượn đôi giày Cookies and Cream này để làm video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.
Xong chưa? Mẹ chỉ hơi nhiều, bơ sưng, nhỉ? Chỉ cái đầu mày. Chỉ mẹ không chỉ để. Hai đứa mày chỉnh xong chưa? Xong chưa? Xong rồi. Ok. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình, và mình là người lạ. Chào các bạn. Chào con. Người yêu cũ thả gì cũng tôi cô đơn quá. Tối rủ đi luôn.